thứ năm ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, diễn viên Thương Tín tiếp tục bị đột quỵ nguy kịch ở tuổi 68 khiến bạn bè lo lắng. Tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín sau khi đột quỵ hiện tại ra sao? Nghệ sĩ Thương Tín vừa trải qua cơn đột quỵ chia sẻ với dân Việt, nhạc sĩ Tô Hiếu, người giúp đỡ, chăm sóc nghệ sĩ Thương Tín hiện nay, cho biết, sau lần bị đột quỵ lần thứ hai vừa qua, sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín đã qua cơn nguy hiểm may mắn cơn đột quỵ đã được cấp cứu kịp thời nói về hoàn cảnh gia đình vợ con mình bỏ đi. Thương Tín từng cho biết, do bản thân không đủ năng lực lo cho gia đình, nam diễn viên trải qua ba lần đò, chung sống với người bạn đời thứ bốn kém 32 tuổi. Nam diễn viên và người bạn đời thứ bốn không đăng ký kết hôn vì ông thấy mình già. Ông khuyên nếu vợ thấy chỗ nào tốt hơn, có cơ hội thì cứ tiến tới. Cuộc sống hiện tại của chị Kim Chi, vợ diễn viên thương tín cùng đứa con nhỏ có phần khó khăn và vất vả. Chị cho biết, Hiện tại chồng chị là diễn viên thương tín đang ở trên thành phố để hát đám cưới thuê. Chị và con gái đã trở về quê Phan Giang ở cùng bà ngoại và bà dì bị câm. Vợ diễn viên thương tín cho biết, hiện tại chị chưa thể tìm được công việc thích hợp. Cuộc sống khá bấp bênh thì chỉ làm được những công việc mang tính thời vụ. Chị mong muốn ổn định mọi thứ cho con gái đến trường và có công việc không phân biệt, chỉ cần đủ khả năng của mình để ổn định cuộc sống hơn. Lý do nhiều người cho rằng, chị bỏ rơi chồng bị bệnh nhưng sự thật là chị vẫn cố gắng đi làm thêm chia sẻ về số tiền 800 triệu được mạnh thường quân ủng hộ, chị cho biết số tiền được hỗ trợ vẫn còn chút ít, đủ để giúp gia đình trang trải trong khoảng thời gian tới. Nghệ sĩ Thương Tín là một trong những tên tuổi đình đám của phim Việt thập niên 90, dù hào quang rực rỡ, tuổi xế chiều của sao phim biệt động Sài Gòn lại khó khăn, chật vật. Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín đã đi có chuyến viếng thăm, thắp hương cho anh Dũng, người đồng nghiệp qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Diễn viên anh Dũng vừa qua đời vì mắc bệnh ung thư máu. Sau khi an táng, cho cốt của nam diễn viên được an vị tại chùa nghệ sĩ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những bạn diễn cùng phim biệt động Sài Gòn, thương tín xúc động khi vừa tới thắp nhang cho người đồng nghiệp. Được biết, ngày diễn viên Anh Dũng qua đời, thương tín gặp vấn đề sức khỏe nên không thể có mặt để tiễn đưa. Trước đó một tháng, thương tín đã có dịp hội ngộ với diễn viên Anh Dũng sau hơn 30 năm xa cách, mặc dù bản thân ông cũng đang mắc nhiều bệnh và khó khăn trong việc di chuyển nhưng thương tín vẫn muốn tới thăm và hỗ trợ đồng nghiệp phần nào hai người trước đây cùng làm nghề trong đoàn kịch cửu long giang và kim cương sau đó tái ngộ trong phim biệt động sài gòn trong cuộc gặp thương tín đã quyên góp một triệu đồng từ số tiền tích góp được nhờ đi hát để hỗ trợ anh dũng ngoài ra ông cũng muốn mời bạn cũ tham gia bộ phim do mình làm đạo diễn tuy nhiên hiện tại ước nguyện này đành phải giang dở khi hai người âm dương cách biệt nghệ sĩ thương tín Tôi mất tất cả danh tiếng vì cờ bạc, nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt thập niên 1980 đến 1990 cho biết đang đối diện với cuộc sống tận cùng khó khăn, thu nhập từ nghề diễn ít ỏi, anh phải vay nợ, nhờ bạn bè giúp đỡ. Là một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu của thập niên 1980 đến 1990, thương tín ghi dấu ấn với khán giả qua hàng trăm vai diễn, sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng nên thời tuổi trẻ, cuộc sống của anh phủ hào quang, nhung lụa Tuy vậy mọi thứ đều tan biến khi sáu tâm của biệt động Sài Gòn vướng vào những cuộc chơi đỏ đen, ngẫm lại cuộc đời mình, nghệ sĩ Thương Tín suy tư, mỗi việc làm, quyết định đều có nguyên nhân và hoàn cảnh đưa đẩy, dù đúng hay sai, tôi cũng đã làm nên hậu quả thế nào bản thân tự chấp nhận, chờ cờ bạc không làm tôi tiêu tốn nhiều tiền, nhưng đã ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng, đó là điều tôi cảm thấy đáng tiếc, ở tuổi 63, nghệ sĩ Thương Tín vẫn nặng gánh cơm áo gạo tiền, vợ tôi than thở nghệ sĩ nổi tiếng mà chỉ có tay trắng cuộc sống hiện tại của anh và vợ con ở Phan Giang như thế nào. Nếu không đóng phim, tôi về quê sống với vợ con. Con gái ngày càng thể hiện năng khiếu nghệ thuật giống cha, dạn dĩ và đáng yêu. Cuộc sống hiện tại của tôi đơn giản như một ông già ở quê. Tôi mới làm phim dã từ cô đơn của đạo diễn Lê Cùng Bắc. Và diễn này đòi hỏi tôi phải cạo chọc đầu. Khi phim hoàn thành, tôi nhận được những lời đánh giá tích cực từ cả ekip. Nhưng ở tuổi này đóng phim, tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều. Bản thân tôi từng ở đỉnh cao rồi ở đỉnh cao cũng không giàu có được nhờ phim nên bây giờ chỉ cần kiếm được tiền lo cho con gái nhỏ thì vai gì tôi cũng nhận nam nghệ sĩ vẫn chạy xe máy hàng trăm cây số để đi đóng phim phim ảnh bây giờ khó khăn nửa năm qua tôi đóng được một phim vài phim trên mạng nhưng chủ yếu là khách mời nên thu nhập ít ỏi ở vai trò người trụ của gia đình chuyện kinh tế khiến anh áp lực ra sao tôi không muốn than thở nhưng thú nhận cuộc sống đang tận cùng khó khăn nhiều lúc tôi muốn kiếm việc gì đó làm thêm nhưng không biết làm gì lại không có vốn từ xưa đến nay tôi chỉ làm mỗi nghề diễn vợ tôi làm gia công hạt điều nhưng hiện việc ít lúc có lúc không tôi sống trong tình trạng thiếu thốn thường xuyên vì vậy tôi phải vay nợ anh em người thân một số người bạn của tôi làm ăn phát đạt đã gửi tiền giúp đỡ tôi con trai đầu theo nghề ca sĩ nhưng sâu ít nên thỉnh thoảng về thăm chỉ giúp tôi chút đỉnh cuộc sống khó khăn căng thẳng nhưng đó là số phận của mình rồi tôi phải cố chịu điều tôi buồn nhất có lỗi nhất là không lo được cho con gái đầy đủ lúc tôi có tiền mong có con gái không có, bây giờ có lại không thể chăm lo cho con bằng với người ta. Nhiều gia đình tiền bạc khó khăn đều ảnh hưởng tới hạnh phúc. Với anh, điều đó có xảy ra, tất nhiên kinh tế ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc. Có lúc tùng quẫn, vợ tôi giận, than thở rằng tưởng anh là nghệ sĩ nổi tiếng, có tiền bạc, không ngờ trắng tay. Tôi nói thẳng ngay khi ở đỉnh cao, tôi cũng không giàu có. Tôi đóng phim nhiều nhưng mỗi phim chỉ được một chỉ vàng mà mất 5 đến 6 tháng làm việc. Đóng xong phim, còn giữ ít tiền là may đó là thời bao cấp có phải thị trường mà ngôi sao giàu có được bây giờ tôi đã sức tàn lực kiệt thì càng không thể trông chờ đầy đủ nhờ đóng phim ở hoàn cảnh của tôi hiện tại nếu người ta hiểu chia sẻ và yêu thương thì đồng hành cùng nếu cô ấy có thể tìm thấy con đường khác lựa chọn khác tốt đẹp hơn thì tôi cũng ủng hộ tôi không lo được cho cô ấy thì cũng không thể bắt cô ấy phải theo mình thương tín cảm thấy có lỗi với con gái nhỏ khi không thể lo cho bé đủ đầy tôi sau này đã từ bỏ được cờ bạc đối diện với cuộc sống khó khăn bế tắc của thực tại anh có thường nghĩ về quá khứ và cảm thấy hối tiếc khi từng sai lầm lao vào cờ bạc đỏ đen chuyện gì đã làm thì tôi sẽ không nghĩ nữa cũng không hối tiếc bây giờ tôi hối hận thì cũng không thay đổi được quá khứ như vậy có ích gì hơn nữa đàn ông nào mà chẳng trải qua sa ngã sai lầm vướng tứ đổ tường tôi nghĩ nhiều nhất là thực tại và tương lai tôi muốn đóng phim làm nhiều không chê bất cứ vai gì miễn có tiền để lo cho con gái nhưng tình hình phim ảnh lại không tốt vì vậy tôi cảm thấy có lỗi với con gái anh nghĩ sau khi có nhận xét rằng thương tín mất tất cả vì cờ bạc đỏ đen nhận xét như thế phiến diện tôi không phải đại gia đổ rất nhiều tiền vào cờ bạc tôi chỉ chơi nhỏ cho vui nên số tiền nướng vào đỏ đen không nhiều không hiểu sao mọi người lại nghĩ tôi giàu có tôi khẳng định ngay ở lúc đỉnh cao tôi cũng không có tiền khi ấy tôi ở nhà đẹp đi xe sang là nhờ phụ nữ họ yêu tôi cung phụng cho tôi vì họ giỏi kinh doanh họ còn cho tôi thêm tiền để đi đóng phim về sự việc đánh bạc ở quán cà phê có những uẩn khúc tôi không tiện nói tôi khẳng định chỉ chơi vui với bạn bè không phải tổ chức chuyên nghiệp gì nếu chuyên nghiệp thì quán phải có mấy lớp bảo vệ chứ sự việc này không làm tôi tổn hại về tài chính mà khiến danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng danh tiếng đó tôi có được sau nhiều năm vất vả đóng hàng trăm bộ phim mà bị ảnh hưởng là đáng tiếc sau này tôi từ bỏ bài bạc vì nghĩ nó không đem lại ích lợi gì cho bản thân Diễn viên hài Hồng Tơ vừa bị bắt vì đánh bạc, từng chia sẻ có đêm thua 500 triệu đồng, từng bán biệt thự 550 cây vàng trả nợ, còn anh thì sao? Tôi có mất tiền nhưng không nhiều đến mức bán nhà và xe, mất lớn nhất của tôi là danh tiếng mà thôi. Làm việc gì cũng có nguyên nhân, bài bạc đến với tôi cũng do hoàn cảnh đưa đẩy, vào cuối những năm 1990, tôi được một ủy ban xã gần biên giới Campuchia mời đến giao lưu, sau cuộc họp, họ mời tôi vào casino chơi giải trí, lần đầu tôi chơi bạc ở đó, ham vui. Từ đó, tôi bị cuốn theo. Tôi khó chịu nhất khi vướng tin đồn ăn chơi xa đọa. Mọi người đâu có biết đóng phim khổ cực thế nào. Nếu tôi ham chơi, làm sao đóng được hơn 200 phim với những vai ấn tượng, được khán giả nhớ. Nghệ thuật là phải lao động nghiêm túc, không có chuyện cưỡi ngựa xem hoa mà thành công được. Theo nghệ thuật là chấp nhận cực khổ, trở lại với điện ảnh khi không còn phong độ như xưa. Kinh tế khó khăn, anh có cảm giác chạnh lòng trước sự hào nhoáng của đàn em. Tôi có thể buồn lòng vì nghề của mình bạc bẽo nhưng lại được an ủi ở tình cảm khán giả và đồng nghiệp dành cho mình. Thương tín của hiện tại không còn ở đỉnh cao, cũng chẳng giàu có, phong độ nhưng đồng nghiệp, đàn em vẫn nể và quý mến. Họ biết tôi nổi tiếng bằng khả năng thật sự, chứ không vì điều gì đen tối. Tình cảm ấy còn quý hơn cả danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Nhiều người dục tôi làm đơn xin xét duyệt danh hiệu nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ cơ quan có thẩm quyền xét thấy nghệ sĩ có đóng góp cho nghệ thuật thì phải trao tặng danh hiệu chứ sao mình phải đi xin tôi thấy nhiều người khán giả không biết nhưng vẫn có danh hiệu điều này thật vô lý tôi thường tự nhủ lòng rằng được khán giả nhớ và yêu thương là hạnh phúc rồi nghĩ lại tôi sinh ra trong cuộc đời này cũng không phải vô nghĩa ít ra cũng có những vai diễn để người ta nhắc nhớ